Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu chương 8 câu 23 đến câu 27. Khi ấy Đức Giêsu xuống thuyền, các môn đệ đi theo người. Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức người và nói: "Thưa Ngài, xin cứu chúng con chết mất." Đức Giêsu nói: "Sao nhát thế hỡi những kẻ kém lòng tin?" Rồi người trỗi dậy, ngâm đe gió biển, biển lặng như tờ. Người ta ngạc nhiên và nói: "Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?" Kính thưa cộng đoàn, đâu phải là xa lạ gì với Chúa Giêsu, rất gần gũi với Chúa Giêsu đó, rất gần. Những người đi theo Chúa Giêsu, những môn đệ Chúa Giêsu, những người ở có mặt ở trong thuyền ngày hôm nay, phải nói rằng là những người rất gần Chúa Giêsu. Họ đã chứng kiến được bao nhiêu việc họ là Chúa Giêsu làm ngang qua cái cuộc đời của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu làm phép lạ cho người mù thấy được, người què đi được, và thậm chí người chết sống lại nữa. Thế nhưng mà chúng ta thấy bi đát ở một cái chỗ đó là gì? Đó là cái lòng tin của con người ta. Nó không có, mà Chúa Giêsu thì phải nói là Chúa Giêsu chơi kỳ cục. Đi lên thuyền người ta chơi thì khi mà người ta gặp hoạn nạn sóng gió thì cũng phải thức dậy để rồi ít ra là cũng phải hỗ trợ về tinh thần cho người ta. Đời nào ai mà đi chơi cái kiểu mà đi lên thuyền xong rồi nằm ngủ. Nhiều khi Chúa Giêsu thấy đôi khi nó cũng kỳ kỳ, nói ra thì sợ Chúa giận. Nói chung là cái kiểu là dùng cái từ gì khó nói á, khó nói, không biết điều hay là vô cảm. Nhưng mà thật sự ra mà nói thì đó là nói chơi thôi. Làm sao mà Chúa Giêsu không biết điều được? Làm sao Chúa Giêsu vô cảm được? Bởi vì Chúa Giêsu biết Ngài là ai và Ngài đến trong trần gian này để làm gì mà. Nhưng mà có lẽ là đêm hôm ấy có thể là mệt, ngủ vùi, chúng ta cũng vậy. Có những hôm mà chúng ta làm việc mệt, chúng ta đi nhiều quá đi, chúng ta đi lên xe, chúng ta ngủ thiếp lên. Trên xe nó có cái gì đó chúng ta cũng không biết được, và chúng ta thiếp ngủ đi, chúng ta không biết. Và rồi Chúa Giêsu ngày hôm nay, đêm hôm ấy chắc có lẽ cũng vậy. Chúa Giêsu lên thuyền và Chúa Giêsu mệt quá, Chúa Giêsu ngủ vùi, và bỗng dưng sóng gió chạy ập đến. Mọi người trên thuyền thì lo ơi là lo. Nhưng mà rồi Chúa Giêsu thì lại cứ ngủ. Đó là cái điều mà chúng ta suy nghĩ ngày hôm nay. Chúa Giêsu ngủ. Nhưng mà đứng trước cái sóng gió của cuộc đời ấy, khi mà Chúa Giêsu tỉnh giấc, Chúa Giêsu nói biển sóng im lặng, thì biển sóng thật sự là im lặng. Và đến độ người ta ngạc nhiên, ông này là ai mà đến độ mà biển và sóng vẫn im lặng và tuân lệnh như vậy. Người ta ngạc nhiên bởi vì người ta đã không tin vào quyền năng của Chúa. Nếu như người ta tin vào quyền năng của Chúa thì người ta sẽ không có ngạc nhiên đâu. Và cái bài học ngày xưa ấy phải chăng là bài học của chúng ta ngày hôm nay? Ngày hôm nay trong cuộc đời của chúng ta, thuyền tình của chúng ta đi, có những lúc nó bấp bênh lắm, thất nghiệp, bệnh hoạn, bị hiểu lầm, bị chỉ trích, bị lên án, bị loại trừ, bị phản bội, bị đủ thứ trong cuộc đời của chúng ta, thuyền tình của chúng ta đi, có những lúc êm ả lắm, nhưng mà có những lúc sóng gió, có những lúc như là biển cả ngày hôm nay vậy. Biển cả ngày hôm nay ầm ầm, và thuyền tình của chúng ta cũng ầm ầm như thế đó. Chúa thì Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta. Có những lúc chúng ta cứ tưởng rằng là Chúa ngủ, chúng ta kém lòng tin thật sự, chúng ta cứ tưởng là Chúa ngủ. Nhưng mà không có đâu. Làm gì mà Chúa ngủ? Chúa vẫn yêu thương chúng ta đấy. Chúa nằm ở trong thuyền tình cuộc đời của chúng ta đấy. Nhưng mà liệu rằng chúng ta có tin vào Chúa hay không? Đó mới là điều quan trọng.
Điều mà Chúa mời chúng ta là chúng ta tin vào Chúa đó. Nhưng mà hình như lòng tin của chúng ta nó vẫn cứ non kém thế nào ấy, khó nói, khó trả lời, khó giải thích lắm. Lâu lâu Chúa mới thử chúng ta một tí thôi là chúng ta bắt đầu thế này thế nọ rồi. Chúng ta thế này thế nọ với Chúa rồi. Chúng ta dường như là cũng bấp bênh. Chúng ta dường như là cũng không tin vào Chúa. Chúng ta cũng không có tin vào Chúa để chúng ta phó thác cuộc đời. Chúa vẫn ở trong cuộc đời của chúng ta đó. Nhưng mà vấn đề lớn là chúng ta không tin. Có những người, phải nói là cũng nghe lại thì đó là một cái điều rất là thực tế đau lòng. Có những người công giáo chạy theo bùa chú, chạy theo lên đồng, lên bóng. Không hiểu được họ làm cái chuyện đó để làm gì. Đôi khi mình không hiểu. Mình không ở trong cái suy nghĩ của mình, của họ mình không hiểu. Nghe kể là có một số người là coi thầy, coi tướng, lên đồng, lên bóng, rồi phong thủy. Thật sự ra tất cả những cái chuyện đó nó là của ma quỷ. Và chúng ta thấy rằng là cuộc đời của chúng ta đó dễ bị lôi cuốn theo những cái chuyện đó lắm. Mê tín dị đoan. Để chúng ta gặp sóng, nhất là khi chúng ta gặp sóng gió của cuộc đời, chúng ta hãy tìm ông thầy bà này bà nọ lắm để chúng ta theo. Nhưng mà thật sự ra chỉ có một mình Chúa mới là cùng đích, mới là Chúa cuộc đời của chúng ta. Và Chúa mới là cái đấng gọi là quyền năng trên cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà tiếc thay, con người của chúng ta yếu đuối lắm. Thật sự ra mà nói đúng, phải nói là đúng, khó nói. Thật khó nói, thật sự là khó nói. Bởi vì cái lòng tin đó, chúng ta luôn luôn bị thử thách. Mà con người của chúng ta thì hèn yếu. Mà chúng ta dễ bị lung lay lắm. Chúng ta dễ bị lung lay lắm, dễ lắm. Nghe đâu có thầy nào mà hay là chúng ta đi. Nghe đâu có thầy nào hay là chúng ta tới để chúng ta tìm đến, chúng ta coi bói. Và đôi khi chúng ta tin vào cái lời nói của ông thầy mà chúng ta không tin vào quyền năng của Chúa. Đó là cái điều bi đát nhất trong cuộc đời của chúng ta, và niềm tin của chúng ta luôn luôn bị thử thách. Và đặc biệt nhất là trong cái thời buổi mà kinh tế khó khăn, hay là trong gia đình của chúng ta gặp hoạn nạn, gia đình chúng ta gặp điều này điều kia đó, chúng ta dễ bị, phải nói là lung lay lắm. Nói thì hay lắm, nhưng mà thật sự ra thực tế khi chúng ta phải đối diện với tất cả những cái sóng gió của cuộc đời, chúng ta luôn luôn bị giằng co rằng là chúng ta có tin Chúa hay không. Mà thật sự nó bi đát một cái là Chúa thì không ai thấy bao giờ cả. Chúa cũng chẳng bao giờ mà hiện ra trước mặt mình để nói mình cái điều này điều kia. Đôi khi giống như người ta nói là tại sao Chúa im lặng, tại sao Chúa im lặng. Bởi vì trong cuộc sống này đôi khi Chúa vẫn thử thách niềm tin của chúng ta. Và cái niềm tin ấy luôn luôn được đòi hỏi, luôn luôn được mời gọi. Và chính vì thế chúng ta chỉ có một cách là chúng ta tín thác vào Chúa. Không phải là tín thác theo kiểu mơ hồ, tín thác theo cái kiểu là cho nó vui. Nhưng mà thật chất ra là Chúa luôn luôn ở trong thuần tình của chúng ta. Chúa luôn luôn ở trong cuộc đời của chúng ta. Để rồi rằng là dù có cuộc đời của chúng ta thế nào đi chăng nữa, chúng ta nhìn thấy có cái kinh nghiệm nó hay lắm. Có những lúc mà sóng gió đó, giống như cái bài hát mà con vẫn thích hát đó, là bài Dấu Chân Trên Cát đó. Một đêm tôi nằm mơ thấy Chúa, Ngài cùng tôi song hành bên bãi biển hoang. Chợt lúc ấy sóng gió từ đâu đến mà có những lúc tôi cảm thấy hoảng hốt và tôi không tin Chúa. Nhưng mà rồi có những lúc đó tôi thấy trên cái bãi biển đó là chỉ có một cái dấu chân thôi, thì tôi mới giật mình, tôi mới hỏi Chúa là tại sao, là khi mà con quay lại cái cuộc đời của con thì con thấy là những lúc sóng gió trong cuộc đời đó thì là chỉ có một mình con ở trên một cái, có một cái dấu chân thôi. Những lúc mà trời quang mây tạnh đó, thì con lại thấy hai cái dấu chân. Và chính nơi lúc đó Chúa Giêsu nói rằng là những lúc mà trời quang mây tạnh thì ta cùng với ngươi đi dạo trên bãi biển. Nhưng mà những lúc sóng gió trong cuộc đời đó là những lúc mà ta đang bồng bế ngươi trên tay đó. Nhưng mà tại vì ngươi không biết được cái tình thương của ta. Cái câu chuyện, cái lời của câu chuyện của cái chuyện Dấu Chân Trên Cát đó nhắc nhớ cuộc đời của mỗi người chúng ta. Đôi khi Chúa ở trong thuyền tình của chúng ta, Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta. Chúa luôn luôn gìn giữ chúng ta, Chúa che chở chúng ta. Nhưng chúng ta đã không nhận ra cái tình yêu thương ấy, và chúng ta đã không đủ niềm tin để tín thác vào Chúa. Xin Chúa thêm ơn cho chúng ta. Chúa không có ngủ đâu, Chúa vẫn ở trong cuộc đời của chúng ta đó. Vấn đề lớn là chúng ta có tin Chúa hay không. Xin Chúa thêm niềm tin cho chúng ta, để dẫu rằng cuộc sống của chúng ta nó khó khăn cỡ nào, phong ba bão táp cỡ nào đi, có nhiều khi là phong ba bão táp muốn nhận chìm cuộc đời của chúng ta,
Nhưng Chúa vẫn luôn luôn ở bên cạnh, Chúa vẫn luôn luôn gìn giữ che chở cuộc đời của chúng ta.